Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 182. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của một chuyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận được thông báo khi kênh có những video mới nhé. Và ngay sau đây, con anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ, Lâm Bác Thần với vẻ mặt thích thú gật đầu, trong ánh mắt phóng xạ ra sắc thái hướng tới và sùng bái cùng một thiếu nam ngây thơ đối với đại hoang thần. Cầm ca, người vẫn chưa lấy được chứng nhận cư trú, cho nên không thể tiến vào. Trước tiên ở chỗ này chờ chúng ta, ta dẫn cha và nương đi cầu dược. Nhớ chỗ kỹ là ở chỗ này chờ ta tuyệt đối không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị lạc đấy. Đến cửa chính của thần điện, Hàn Lạc Tuyết đã sắp xếp để nhầm bác Thần ở khu vực chờ dành cho người nhà ở cửa ra vào. Kiên nhẫn dặn dò một phen. Bản thân thì cầm thẻ số thứ tự đã hẹn trước, dẫn theo phụ phụ Hàn Lập bắt đầu xếp hàng. Bệnh tình của Hàn Lão Trà bắt đầu từ tối hôm qua, đã đột ngột nặng thêm. Họ khàn kịch liệt suốt cả đêm không ngừng nghỉ sau nửa đêm còn mấy lần họ trả máu. Đến thời điểm này, đi đường một mình cũng khó khăn. Chỉ có thể để bà chủ ngô vi cùng nữ nhi hàn lạc tuyết dịu đỡ. Cho nên xin thuốc nhất thiết phải đặt ở vị trí đầu tiên. Còn người có nhu cầu này rõ ràng là rất nhiều. Thần điện màu trắng khổng lồ hình lập phương. Bốn mặt tổng cộng có 9 cổng. Cửa ra vào của cổng xin thuốc đã xếp thành hàng dài hơn 100 mét. Lâm Bắc Thần thành thật ngồi trên ghế đá trong khu vực chợ. Ngoài mặt rất tò mò quan sát tất cả mọi người xung quanh. Trên thực tế từ ngay từ đầu, hắn đã cảm ứng được sự biến hóa năng lượng trong ngoài thần điện, đồng thời vô cùng cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Đây cũng được coi là người không biết không sợ. May mà không phát hiện ra chuyện gì cả. Hắn nhìn thấy được ba vị nhân viên thần chức trước vị khác biệt. Loại thứ nhất đã thân mặc trường bào màu đen, mang theo phong độ của người trí thức nhàn nhã, cho người ta cảm giác giống như là người đọc sách. Đồng thời đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, dùng mạo xuất sắc. Trạng thái tinh thần của bọn hắn đều cao và sùng mãn hơn so với đa số người của khu hạ tam. Thân mặc áo bào đen, tay cầm thần điển giống như giáo sư đại học hành tẩu trong thôn dân vậy. Hành lễ hoặc là khẽ gật đầu, hoặc là làm không thấy đối phương đối với thượng dân có một loại cảm giác âu việt giống như hạc giữa bầy gà. Đây đại khái là nhân viên văn chức, tục xưng là thần côn. Loại thứ hai là võ sĩ Thần mặc áo giáp màu đen, lưng đeo đào kiếm. Đại bộ phận đều cao lớn vạm vỡ, trên thần toát ra sát khí, thiết huyết, thực lực đều cực kỳ không tồi. Không biết đánh nhau có thể phát huy ra chiến được thế nào. Nhưng mà Lâm Bắc Thần luôn có một loại ảo giác. Trong võ sĩ thần điện như vậy mình có thể đánh được mười mấy người một lần. Loại thứ ba là nhân viên chức vị địa vị thấp nhất. Mặc áo bào đen thông thường, làm các việc lạt vặt, đại loại như quét dọn vệ sinh ở trong và ngoài thần điện, tiếp dẫn tín đồ thu phí vận chuyển đồ dung. Hiển nhiên, đây được gọi là nhân viên hậu cận. Về phần các nhân viên thần trước khác có phẩm cấp cao hơn, Lâm Bắc Thần không hề nhìn thấy. Suy cho cùng, thì đại lão trần chính ai sẽ không có việc gì làm mà đi tản bộ lùng tùng chứ qua thời gian một nét nhang gia đình hàn lạc tuyết đã đi vào trong cánh cổng xin thuốc lâm bắc thần không nhìn thấy được nữa đối với người của gia đình này thực ra lâm bắc thần rất cảm kích hy vọng trong bệnh của hàn lập có thể ở trong thần điện xin thuốc mà chữa khỏi lâm bắc thần ngồi ghế đá lặng nghiền chờ đợi nhưng có phải chỉ có một số thiếu nữ, thiếu phụ, thậm chí là các nữ mạo hiểm giả tới không có chuyện gì tìm chuyện để nói, Mặt chuyện với hắn. Phong khí của thần giới dường như cởi mở hơn một chút so với đồng đạo trần trọng. Lúc ban đầu, Lâm Bắc Thần vẫn rất hưởng thụ. Nhưng về sau, đám nữ nhân thiên cuồng này giống như sói cái đói khát vậy. Vậy mà lại bắt đầu động tay động chân. Điều này khiến Lâm Bắc Thần người xưa nay xem trình tiết như sinh bệnh, vẫn luôn thủ thần như ngọc, không thể chịu đựng nổi, bắt đầu quát tháo bảo dừng lại và phản kháng. Lão tử cũng không phải là bạch mã từ hội trợ ra ngoài, đúng chứ? Hơn được các người cũng không bỏ tiền, người bộ đám ngoại hình còn trước bằng một phần bơi của kiếm chỉ chủ quân. Ngay khi lâm bác thần đang không hề phiên phức, đột nhiên, người cũng đi cầu dược sao? bên tai truyền tới một giọng nữ trong trẻo êm tai giọng nói thanh mát ngay lập tức khiền não trong lòng lâm bắc thần được biến mất khi hắn quay đầu nhìn trong lúc đó một vị nữ tử trẻ tuổi thoát nhìn chỉ khoảng 20 tuổi xuất hiện thân mặc váy hắc y hoa văn màu vàng tối còn người sáng tỏ như tinh quang đang tò mò nhìn mình đây là một vị nữ thần sư tay cầm thần điện một vị nữ thần sư dùng mạo cực kỳ xuất sắc nếu như chấm điểm, lấy dung mạo của giả vị ưng là 100 điểm làm tiêu chuẩn. Nữ thần sư này ít nhất cũng phải 85 điểm. Có thể miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn ngàn giảm chọn một. Mặc dù biểu hiện của nàng rất ưu nhã, rất tùy ý. Mặc dù Lâm Bắc Thần vốn không nghe hiểu nữ thần sư này, rốt cuộc là đó cái gì? Nhưng từ sâu trong đôi mắt của nàng, hắn tóm được khí tức thèm thuồng thân thể của ta. ấy da, cái mị lực nam tính chết tiệt không có chỗ sắp đặt này của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng than thở một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ngây thơ nhỏ nhã nói: "A ba, a ba." Đứa thần sư nhíu mày. Bên cạnh có một vị võ sĩ thần điện nam giới thấy thế, lập tức cướp lời đáp: "Hương nhàn tế tư, hắn là một tên câm." Đứa thần sư này nhíu mày, trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần nhất thời càng thêm thương cảm và đồng tình mấy phần trong miệng nàng ngầm sướng cái gì đó, tay phải ấn trên thần điền hạm vàng màu đen trong tay trái. Lực lượng thần bí dao động hiện lên. Ngay sau đó một đạo thần quang màu vàng nhạt từ trong thần điền phóng ra, bao phủ về phía Lâm bắc thần. Hả? Giữa ba sự lựa chọn lập tức tránh né, nổi dậy làm khó và yên lặng theo dõi sự thay đổi. Lâm bắc thần, sau khi trải qua 0.001 giây xoắn suýt, cuối cùng đã lựa chọn cách sau chùm sóng màu vàng nhạt bắn trên cổ họng của hắn một loại loạn ý nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể có một loại hiệu quả tương tự với thủy liệu thuật cho bú sữa nhưng còn kém hơn một chút lâm bắc thần sau khi hơi sững sờ phản ứng lại thì ra nữ thần sư này Là đang thi triển thần thuật trị liệu triệu chứng câm của hắn bây giờ thế nào rồi vương nhàn tế tư ân cần hỏi một màn này khiến cho võ sĩ nam tính của thần điện cướp lời trước đó nghẹn họng nhịn trần trối. Trong toàn bộ thần điện số 978, ai không biết hương nhàn tế tư nổi tiếng là mặt không đổi sắc đối với nam nhân. Cho dù là mấy vị tế tư thiên tài cùng quá, đừng cho là hạt giống rất có khả năng trở thành quý tộc, cũng đều không cách nào chiếm được chút thần cận với nàng ấy. ấy vậy mà hôm nay, lại quan tâm đến một thiêu điền vốn không quen biết như vậy. Vẹn vẹn chỉ bởi vì thiếu niên này Có dáng dấp đẹp trai à Dáng dấp đẹp trai Thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm ư A à ba, a à ba Lời bác thần nói xong Trong lòng khơi động Nhặt một nhánh cây bên cạnh lên viết trên mặt đất Cảm tạ vị nữ thần xinh đẹp lại mê người Cao quý lại khiêm tố này Tắt trời sinh vừa điếc lại vừa câm Không phải hậu thiên bị thương Cho nên không cách nào khôi phục Vẫn cảm tạ ngài Người biết chữ sao Trên mặt của hương nhan Thế tư Hiện ra một chút vẻ kinh ngạc và vui mừng Tại khu hạ tam Dân thường có thể biết chữ Thật ra không đến một phần Hơn nữa điều càng bấu chốt hơn chính là Trong thị giác của nữ Thế tư hương nhan này Lời bà Lâm Bắc Thần viết ra Tràn đầy cảm giác nghệ thuật và mỹ cảm Cho rằng không phải là phèn vẹn, Chỉ là biết chữ đơn giản như vậy Chắc chắn đã có tố dưỡng văn học nhất định một thiếu niên kiên cường thân tật trí kiên cố gắng học tập trong nháy mắt nàng lại cho lâm bắc thần một tầng hào quang như vậy dùng ánh mắt càng đồng tình hơn nhìn lâm bắc thần hương nhàn tê từ giọng nói ôn nhu an ủi người tuấn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật đây là quà tặng của vận mệnh tin rằng đại hoang thần không gì không thể sẽ không vĩnh viễn hạ khắc với ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày cốt tật của ngươi sẽ được trị khỏi thôi nói đến nửa chừng nàng đột nhiên phản ứng lại bị thêm điện trước mắt này nói hắn là cầm điếc đoán chừng cũng không nghe được cho nên dứt khoát cũng viết chữ trên mặt đất Năm lời vừa mới nói đều viết lại một lượt võ sĩ thần điện nam giới ở một bên cái miệng giống như bị người ta cưỡng ép đẩy ra vậy há à, quá to Dường như ngay cả khóe miệng của hắn cũng sắp bị xé rách rồi lâm bắc thần nhất thời trên mặt hiện rất vẻ cảm động là một lần nữa viết chữ trên mặt đất liên tiếp vỗ vào mông ngựa lời giống như vậy ở trong miệng của những người khác nói ra chỉ sợ được hương nhàn tế tử ngay lập tức sẽ ném qua một cầu đánh giá dê xồm ngoài ra còn ban tặng một thần thuật trừng trị đại loại như thần lực điện kích nhưng từ dưới nhánh cây của lâm bắc thần viết ra lập tức khiến nữ tế tư xinh đẹp được xưng là lãnh cảm trong thần điện số chín với tám ở chung quanh trong lòng rất vui vẻ và ấm áp. Trong lúc bất trị bất giác, hai người viết chữ trên mặt đất lại hàn huyên một khoảng thời gian không ngắn. Sau khi biết được Lâm Bắc Thần cùng gia đình của tỷ tỷ tới thần tiện để hành chứng nhận cư trú, Hương Nhàn tê Tư căn bản cũng không hỏi Lâm Bắc Thần tỷ tỷ là ai, cũng không điều tra bất cứ cái gì cả, trực tiếp chủ động dẫn theo Lâm Bắc Thần đi làm chứng nhận cư trú. Có vị nữ tế tư thiên tài Ở chỗ này nói chuyện Rất nhiều quá trình trực tiếp lược bỏ Rất nhiều chứng mình tất yếu Cũng sẽ không yêu cầu Ngay bình thường cần trọn vẹn được canh giờ Mới có thể làm xong chứng nhận cư trú Lần này không đến 20 hơi thở Đã triệt để giải quyết xong Hơn nữa còn đã chứng nhận cư trú Vĩnh cửu cấp thường dân uy tín cao Cuối cùng tiếng chúng bắt đầu tiết học Giảng kinh của thân điện Không cường vang đền thúc dục mới khiến cho nữ tế từ thiền tài lãnh cảm với xung quanh, lưu tuyến không rời đi. Trước khi chia tay, nàng có tặng cho Lâm Bắc Thần một huy chương làm tín vật, để tiện cho sau này, hắn có thể tới thần điện tìm nàng bất cứ khi nào. Ừ Hương nhân tế tư, biểu hiện hôm nay của người có chút khác thường đấy. Phó sĩ nam tính của thần điện khéo léo nhắc nhở. Trong thần điện của đại Khoang tộc, bên cạnh nhân viên thần chức nắm giữ thần thuật nhưng nhục thần tương đối yếu đuối, đều sẽ bố trí một vị võ sĩ có năng lực chiến đấu cận thân, cường đại bảo vệ. Tên của võ sĩ nam tính thần điện này là Dương Thước, là bảo vệ truyền trách của hương nhàn tế tư, bởi vậy có tư cách nhắc nhở. Hắn với người khác không giống nhau. Hương nhàn tế tư vừa từng bước đi về phía giảng đường thần đạo, vừa thở ơ nói. Hắn đã quà tặng của thần linh, là một tinh linh tầm linh thuần khiết, người nhất định là không nhìn kỹ ánh mắt của hắn như thể hồ nước thanh tịnh nhìn thấy tận đáy lại giống những ngôi sao sáng tỏ thuần khiết hắn với nam nhân khác hoàn toàn không giống nhau trên gương mặt của xưởng thức lộ ra một chút vẻ nghi hoặc đang như vậy sao hắn thật sự là không chú ý tới suy cho cùng nhìn chăm chăm vào mắt của một nam nhân sẽ bị cho là biến thái đấy hơn nữa theo hắn thấy thiêu điền cầm điếc kia ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra, căn bản chính là cái gì cũng sai. Vậy mà được đánh giá cao như vậy à? Dương thức cảm thấy mình có cần phải quay đầu cẩn thận quan sát lại một chút hay không? Cùng lúc ấy, khu vực chờ của cậu xin thuốc. Cái gì? Người đã làm xong chứng nhận cư trú á? Hàn Lạc Tuyết xin thuốc trở về, nghe được miêu tả của nầm bác thần, rất là kinh ngạc. Người, người làm sao mà làm được vậy? độ khó của nhân viên ba không làm chứng nhận cư trú có thể nói là cực lớn hôm nay nàng đã lấy ra toàn bộ gia tài nhỏ tích cóp bao nhiêu năm nay của mình chuẩn bị hối lộ một số nhân viên thận chức liên quan đi cửa sau có thể thành công hay không còn không chắc ai mà biết được lâm bắc thận lại có thể thuận lợi lấy được chứng nhận cư trú như vậy hơn nữa còn là chứng nhận cư trú vĩnh cửu độ tin cậy cao vận khí của người thật là tốt đấy. Hàn Lạc Tuyết nhìn chứng nhận cư trú trong tay của Lâm Bắc Thần, lại nói, có giấy chứng nhận này, người thậm chí còn có thể tự do hoạt động ở khu vực trung dị. Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu Hàn Lạc Tuyết đang nói cái gì. Hắn cũng không có biết viết chữ giải thích, chỉ là một khuôn mặt mở mịt nói, a ba a ba lệch sò so ba bỉ. Hàn Lạc Tuyết là hỏi người bên cạnh mới biết chuyện đã xảy ra. Lại có thể là Hương Nhàn Thế Tử xuất thủ. Sau khi Hàn Lạc Tuyết biết được cũng hơi sững sờ. Hương Nhàn Tế Tử phụ trách khu vực thần tiện số 98 giật nổ tiếng. Nàng là nữ thần vô cùng thánh khiết trong tâm trí của rất nhiều người. Nghe đồn say mê với việc gieo rắc vinh quang và ánh sáng của thần minh, không có chút lưu luyến nào đối với chuyện thế tục. Tại sao lần này đã chủ động giúp đỡ cầm ca ca. Chắc chắn là hương nhắn tế tư, Tế cầm ca ca đáng thương, cho nên mới ra tay giúp đỡ đây. Hàn lạc tuyết tự giải thích với bản thân mình như vậy ở trong lòng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn có chút hoảng loạn. Nhưng mà vẫn may, xin thuốc lần này rất thuận lợi. Tiết tư dược bộ của thần điện, ban hạ thần dược. Giải thích rõ ràng thần dược, vừa hay đối chứng, chỉ cần sửa theo thời gian mà uống thuốc thì rất nhanh có thể khỏi bệnh. Thêm nữa, bởi vì Lâm Bắc Thần bất ngờ làm xong chứng nhận cư trú, đồng nghĩa với việc nàng còn thừa lại một khoảng lớn chi phí hối lộ, cho nên chút hoảng loạn kia trong lòng của Hàn Đạc Tuyết rất nhanh đã biến mất, không thấy tạm tích. Tâm trạng của thiếu được quán rượu đang nhanh chóng trở nên tốt hơn. Đi, về nhà thôi. Nàng giống như một đứa trẻ hoàn hồ nói trên đường trở về các gia đình còn thuận tiện đi giảm một số chợ trên đường phong vân đại nhai hàn Lạc tuyết dùng một chút tiền tiết kiệm mua cho mình một cái váy mua y phục mới cho phụ mẫu còn thuận tay mua cho lâm bắc thần một đôi giày mới chi phí mua giày gấp ba y phục của phụ mẫu a ba a ba lâm bắc thần từ chối không được với vẻ mặt cảm kích nhận lấy tiền bạc thần giới lưu hành là một thứ được gọi là thần thạch thoạt nhìn tương tự với huyền thạch, nhưng rất rõ ràng, năng lượng cất trữ trong đó cũng không phải là huyền khí, mà là năng lượng rời rạc giữa trời đất thần giới, được gọi là thần lực. Nó vật câu nói khái quát, thần thạch là huyền thạch của thần giới, như vậy chứ dễ hiểu đi. Nhưng mà khu vực cấp thấp giống như khu hạ tam, có rất ít người có thể dùng thần thạch hoàn chỉnh xem như tiền tệ. Bình thường đều là dùng mảnh vụn, bột phấn của thần thạch để giao dịch. Sàng nghiệp bình thường lâu năm giống như quan triệu thính tuyết đây. Thu nhập một tháng cộng lại, miễn cưỡng cũng chỉ là một viên thần thạch chế thức tiêu chuẩn bà thôi. Nhìn từ góc độ này, sức mô của thần thạch sẽ vượt ra địa vị của huyền thạch ở đông đảo Trần Châu. Thần thạch là do thợ mỏ thù thập khai quật ra từ trong hầm mỏ của thành thị dưới đất. Về phần tại sao thành thị dưới đất lại có mỏ ư, Lâm Bắc Thần vẫn chưa biết được. Hắn thẳng thông qua quan sát, chậm rãi gia tăng nhận thức của mình đối với thần giới. Đồng thời bây giờ hắn cũng đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Gia đình Hàn lạc tuyết thật sự là không có ác ý gì đối với mình cả. Ngược lại là đối xử giống như người nhà, ôn hòa và thân thiết. phục phụ hàn lập, hoàn hậu hiền hòa, thiều được quan triệu nhiệt tình vui vẻ. Tổng hợp lại như vậy, hành động như vậy, khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác ấm áp gia đình mà hắn chưa từng cảm nhận qua trong khoảng thời gian dài nơi đồng đạo Trần Châu. Khi ở đồng đảo Châu, đạo Trần Châu, lão cha hờ Lâm Cận Nam, mặc dù quyền cao chức trọng, chiến thiên hậu phủ thời điểm hưng thịnh có mấy trăm người, nhưng loại gia đình này đối với người vừa mới xuyên không từ Lâm Bắc Thần lúc đó mà nói, thật sự là lạ lẫm không thời, có mà hoàn nhập được. Bởi vì khi ở trên địa cầu, hắn chẳng qua chỉ là một nam thành niên trong một gia đình bình thường và có mười mấy cô bạn gái cũ mà thôi. Phụ mẫu đều là người bình thường, không phải quan lớn, cũng không phải phú thương. Sự biến hóa đột ngột trở thành một gia đình đại phú đại quý do xuyên không bằng tới, khiến cho lầm bác thần sau khi kích thích ban đầu của phần thưởng, càng nhiều hơn chính là sự hoảng loạn, khó mà thích ứng được với rất nhiều việc nhỏ không đáng kể. Huống chỉ Lâm Cận Nam lúc đó cũng không có ở nhà Không cách nào cho hắn tình thương của cha Một cách trực quan nhất Con đạo trị hờ ở trong ý thức lưu lại của tiền thân Hoàn toàn chính là khủng khiếp và đáng sợ Đông đạo Trần Châu có rất nhiều người Khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự ấm áp của nhân dạng Có tình bạn học Có tình bằng hữu Có tình yêu Có u mê thành xuân Cũng có sự quan tâm đến từ sư trưởng nhưng đại duy nhất trước đến nay chưa từng có ai khiến lâm bắc thần cảm nhận được loại cảm giác gia đình bình thường ấm áp thường thấy về mặt ý nghĩa thực sự giống như trên địa cầu của kiếp trước điều này cũng là một trong những nguyên nhân trong khoảng thời gian rất dài trước đó tại sao lâm bắc thần lúc nào cũng gấp gáp muốn trở lại địa cầu hắn không ngờ rằng loại khát vọng đối với cuộc sống ấm áp gia đình bình thường này sau khi mình đến thần giới một nơi vốn lên càng cao lớn hơn, lại có thể có được sự thỏa mãn và an ủi. Ai có thể ngờ được rằng, thần giới khiến cho vô số tuyệt tại thiên kiêu, hùng chủ kiêu hùng của đông đảo Trần Châu đều hướng tới, lại là một thế giới tràn đầy khí tức khói lửa như vậy chứ. Thì ra thần linh cũng phải đi y, đi tiểu. Lâm Bắc thần trong lòng suy nghĩ miên man. Đột nhiên bên cạnh truyền đến, một trận ồn ao náo nhiệt. Ồ, là tiệm son phấn mới của hương thủ thần quyết tộc khai trường tổ chức hoạt động. Trong giọng nói của Hàn Đạc Tuyết mang theo một chút xíu vui sướng. Không có nữ nhân nào có thể chống lại được sự bề hoặc của đồ vật trang điểm. Thiệu được quan triệu của thần giới cũng không phải ngoại lệ. Hàn lạc khó khăn một tiếng lại nói Tiểu Tuyết à, chúng ta đi qua xem một chút đi. Ông đã nhìn thấy sự vất vả của nữ nhi trong những ngày này. Trong khoảnh khắc này ông bỗng nhiên ý thức được Trong khoảng thời gian mà mình sinh bệnh Nữ nhi đã rất lâu rồi Rất lâu rồi không dùng qua vật trang điểm Như son phấn Không khỏi chùa xót trong lòng Vừa vặn hôm nay Gặp được hoạt động giảm giá của hương thủ thần quyến tộc Có lòng mua mấy món đồ nhỏ về Cái này bỏ đi Còn không thích Hàn giang Tước rất hiểu chuyện từ chối Ngô Vi kéo tay nữ nhi nói đi xem một chút cũng được nghe nói giảm giá rất rẻ còn cũng là cô đường sắp phải gả đi vậy được rồi hàn lạc tuyết hơi do dự quay người dặn dò cha cầm ca ca ta phải đưa qua đó xem qua một chút hai người các người ở chỗ này chờ chúng ta nhé cha vào tiệm đều đặn nữ tử nam nhân đi vào không thích hợp cho lắm càng huống chi hàn lạc tuyết cũng lo lắng lâm bắc thần đi vào loại nơi kia hoàn toàn chính là dây vào trong miệng cỏ. Chỉ sợ là sẽ thu hút rất nhiều ong bướm ngấp nghé và trêu gạo. Lâm Bắc Thần và Hàn Lập đứng tại chỗ chờ đợi. Hàn Lập chống gậy, không cần dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu điên này, thật sự là quá anh Tuấn. Những ngày này tiếp xúc, nhân phẩm rõ ràng cũng không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là trời sinh cầm điếc. Cũng không có người thân bằng hữu Thoạt nhìn cũng không có tu luyện cổng pháp Sang vẻ yếu đuối Nếu không phải là nữ nhi của hắn Sợ là đã không sống được lâu trong khu Hạ tam hỗn loạn này rồi Đạo nhân nhìn ra được Nữ nhi của mình có ý đối với thiếu điền bị câm này Ông cũng biết Thực ra là từ trước tới nay Nữ nhi cực kỳ chống đối Việc gả cho nhiễm trì xuân Nhưng mà đáng tiếc Nữ nhi năng lực của thiếu điền này Hơi mạnh mẽ thêm một chút Cả tiểu tiết cho hắn cũng là một sự lựa chọn không tồi Nhưng mà bây giờ Ông không dám có ý nghĩ như vậy Vẻ đẹp không thể nấu cơm ăn được Ở thần giới này Nếu như không có bản lĩnh Sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thê thảm Hàn lập đang suy nghĩ như vậy Đột nhiên giữa hồng bị túm chặt một cái Khi ông ta phản ứng lại liền thấy một bóng người mặc hắc y Lùi túi tiền bên hồng của mình đi Nhanh chóng chạy trốn về nơi xa Kẻ trốn ăn cướp, bắt hắn lại, ăn cướp. Hàn Lập vô cùng đò lắng hét một câu, mới chạy được hai bước, liền không tự chủ được mà ho khan đi. Lâm Bắc Thần thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đuổi theo. Ai da, câm, mau trở lại, mau trở lại đây. Hàn Lập gấp gáp liên tục gọi, nhưng mới chỉ chớp mắt, Tiêu niên Câm cùng với tên trộm túi tiền kia đã tiến vào trong viện người biến mất không thấy đầu. Cái đứa trẻ ngốc này hắn đuổi theo thì có thể làm được gì chứ sẽ xảy ra án mạng đấy hàn lập liên tục ho khan nhanh chóng xoay người đi đến cửa hàng son phấn tìm bạn già và nữ nhi lâm bắc thần đi theo thân ảnh màu đen không nhanh không chậm bởi vì lo lắng thôi động vũ khí hỗn độn chỉ trực thì sẽ bị phát hiện mánh khóe cho nên hắn cũng không gấp gáp xuất thủ gì ai mà biết thân ảnh màu đen này cũng chạy không nhanh hơn nữa lại còn điên cuồng chạy về nơi ít người cho nên Lâm Bắc Thần đuổi theo rất dễ dàng Đôi không đến thời gian một chén trà Thân ảnh màu đen mày quạt tám rẽ Đi tới một con hẻm nhỏ tĩnh mịch Khá vắng vẻ Đột nhiên dừng bước quay người nhìn Lâm Bắc Thần Không ngờ Lại có thể dễ dàng dẫn dụ được người như vậy Thân ảnh màu đen khá là thấp bé Đại khái chỉ cao có một mét ba Một mét tư Giọng nói của hắn rất kỳ quái Mang theo một chút khan khan cắn cái nón che mặt lên lộ ra một gương mặt kỳ quái mọc lồng từ màu trắng thoát nhìn giống như con sài cầu đầu ngươi không phải nhân tộc là thú tộc cả à? lâm bắc thần cực kỳ kinh ngạc đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thú tộc tương tự như người ở thần giới đời mà tên này nói lâm bắc thần cũng nghe không hiểu gì xin chào ta là một tên cầm điếc hiền hoa nho nhã hắn viết chữ trên mặt đất hỏi Ta nghe không hiểu vừa rồi ngươi nói cái gì Ngươi có thể trả túi tiền đại cho ta Sau đó quỷ xuống nói lời xin lỗi được không Sai cầu nhân ngẩn cười nhìn bố tích Sau đó nổi giận Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng cầm nhẹ Lộ ra hàm răng trắng tuyết như rào gặp. Trong con hẻm nhỏ u ám tĩnh mịch Lên lên ánh sáng lạnh lẽo tàn nhẫn Tiếng xé gió vang lên Đã có bốn thân ảnh bay vụt tới Rơi vào trong con đường từ phía sau ngăn chặn trường lui của Lâm Bắc Thần. Đồng thời vô đại hắn cờ bắp khổng lồ, thân cao 3 mét, từ trong con hẻm nhỏ chậm rãi bước ra, đi tới bên cạnh sai cầu nhân. Hắn rất hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm, người hắn ra không có đuổi theo đấy chứ. Phương đại ca, người yên tâm đi, không có ai đuổi theo đâu. Sai cầu nhân với vẻ mặt nịnh nọt nói, tên tiểu tử câm đần độn này rất dễ được, và trừ dáng rất đẹp trai ra, căn bản là không còn có gì khác cả. Hoàn toàn không cần các ngươi xuất thủ, tạm một tay có thể diệt chết hắn. Đại hắn cờ bắp khổng lồ liền vung tay nói, tốt, vậy thì giao cho ngươi. Sau khi giết, xử lý thi thể cho tốt. Được rồi, ngành nhìn cho rõ đây. Xe cầu nhân rút đoàn đào bên hồng ra, trên mặt mang theo nụ cười hùng hãn, chậm rãi tới gần lâm bắc thần. Là chuyện giết người này, hắn đã làm quà quá nhiều lần rồi ở khu vực hạ tam hỗn loạn này thỉnh thoảng chết mấy người không có lai lịch căn bản không dây đến chút cận sóng nào chẳng hắn cờ bắp khổng lồ quay người rời đi hắn vừa rồi cũng quan sát lâm bắc thần quả thật là một kẻ cầm trói gà không chặt không có bất kỳ uy hiếp gì lần này trịnh hương chủ đại trí Thù trương bố trí kế hoạch đối phó với một con gà yếu đuối như vậy thật sự đã dùng dao bổ trâu để giết gà âm thanh của công cụ sắt nhập thể tiếng cầm lưu luyến sinh mệnh khi tử vong sáng lầm vang lên hai người đối với trang hán cờ bắp khổng lồ mà nói cũng rất quen thuộc đây là quá trình bạn giết người bắt buộc phải trải qua nhưng nháy mắt sau đó lại truyền đến tiếng kinh hô của bốn tên thủ hạ động tác của trang hán cờ bắp liền khựng lại theo bản năng xoay người trong nháy mắt kinh hãi đến mức sờn cả tóc gáy đồng thời cũng hoàn toàn ngây cả người hắn nhìn thấy mỹ thiếu niên gà yếu kia trong tay nắm con rào vốn dĩ thuộc với sai cậu nhân Đang bột đào cắt mất đầu của sai cậu nhân lúc này hắn đang chậm rãi đem đoan đao nhuốm máu từ vị trí trái tim của sai cậu nhân rút ra quả thật là con người bị giết nhưng bị giết không phải là dây đợi làm thịt mà là thợ săn một khắc trước còn có lòng tin tràn trề đây vẫn không phải là điều đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là vì thiêu điền cầm điếc kia sau khi giết người Biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ Hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy Nhất là khi thiêu điền này Với nghiêng đầu mỉm cười Đường còng quanh miệng phát họa ra vô cùng ưu bĩ Đại hàn cờ bắp khổng đầu không khỏi run rẩy một thôi Giống như bị bà thú chỉ vượt Đến từ chỗ sâu của vực tối nhìn chăm chăm vào Nỗi sợ hãi lan tràn Nhanh, giết hắn chẳng hán cơ bắp nghiêm nghị hét lớn bốn phó giả hăng y chặn lại ở một đầu gác của con hẻm nhỏ tĩnh mịch trong nháy mắt trường đao tuốt khỏi vỏ nhảy bổ về phía lâm bắc thần lâm bắc thần không thi triển vũ khí hỗn độn trì lực ngoài trí lo lắng vận dụng lực lượng vũ khí trưởng quyền quyết tu luyện ra sẽ bị một số thần linh nào đó của đại hoàng thần tộc phát giác mà còn bởi vì bốn phó giả hăng y này thật sự là quá cùi bắp giữa lúc bọn họ bổ nhào về phía trước này bộc lộ quá nhiều đoạn sở hở lâm bắc thần trực tiếp lấy thể thuật chiến kỹ vẫy động loan đao đào quảng lấp lóe tân hình xoay mấy vòng tròn bốn võ giả hắc y cứng ngắc ngay tại chỗ sau đó theo với lâm bắc thần chậm rãi thu đao ngón giữa nâng lên chỉ về phía một người trong đó nhanh nặng điểm một cái người kia đã chết rồi bốn đạo thân ảnh lần lượt ngã xuống không ngờ rằng võ giả của thần giới lại yếu đuối như vậy, thật sự là không chịu nổi một đòn. Lâm Bắc Thần có chút khó tin, cảm khái nói. Nhưng đại hắn cờ bắp khổng lồ đối diện lại sờn cả tóc gáy. Mỹ thiêm điền, gà yếu, chỗ nào chưa Mặc dù trong cơ thể hắn không có thần lực xào động, cũng không có khí tức của thứ thần lực, nhưng lại nắm giữ thể thuật giết người cấp hoàn mỹ. Chuỗi đạo của sai cầu nhân ở trong tay của hắn quả thực giống như thần khí đáng sợ thu hoạch sinh mệnh. Người rốt cuộc là ai? Đại hán cửa bắp khổng lồ với vẻ mặt kinh hãi hỏi. Nhưng không đợi câu trả lời của lâm bác thần. Hai tay của hắn đã tra sát ở trước ngực. Giữa lòng bàn tay, một luồng ký tức thần lực yếu ớt kỳ dị phun trào. Sau đó một đạo phòng thứ màu xanh nhạt, trong nháy mắt phóng nhanh về phía lâm bác thần. Đây là phòng bảo thứ, thứ thần thuật duy nhất mà hắn nắm giữ. Đối phó với loại đối thủ nắm giữ thể thuật giết người cao mình, nhưng đã không tu luyện ra thần lực và thứ thần lực. Dùng thứ thần thuật đối phó, chắc chắn là bảo đảm nhất, cũng là phương thức hữu hiệu nhất. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp qua thứ tương tự như chiến kỹ do người tu luyện mà thần giới thi triển ra. Trông có vẻ không khác biệt lắm so với huyền khí chiến kỹ của đồng đạo Trần Trọng. Nhưng lực lượng bắn ra lại càng ngưng tụ hơn, sức sát thương càng mạnh hơn. Lực phá hoại chắc hẳn là vượt xa thiền điển kỹ thông thường. Hắn lấy lần đạo trong tay vung đánh chém ra. Lưỡi đạo không thiên lệch chém trúng mũi nhọn của bảo phòng thứ. Lần đạo chất liệu bình thường trong nháy mắt bể tan tành, hóa thành vô số mảnh giống như điệp vụ bắn ra. Quả nhiên cản không được rồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần không chút hoảng loạn, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Lòng bàn tay hiện lên một luồng ánh sáng hỗn độn màu bạc. Phòng bạo thứ màu xanh nhạt cũng đồng thời sụp đổ trong nháy mắt. Mảnh vỡ của loan đào giống như từng luồng điện màu đỏ bắn mạnh về phía đại hán cờ bắp khổng lồ kia. Trên đầu gối tráng kiện của đại hán cờ bắp khổng lồ, ngay lập tức vỡ ra từng hốc máu, từng đám sừng máu bốc lên. Hắn phát ra tiếng hét thảm thiết thề lực phốc một tiếng quỷ rạp xuống đất. Shhh, không được làm ồn, không được ở ý làm gì. Lâm bác thần đi qua, trực tiếp đánh nát tất cả hàm răng cùng xương hàm của trang án cỡ bắp khổng lồ, khiến cho hắn ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Sau đó hắn từ trong vai đùn nét đích, lấy ra một chút hòa thị phấn do so đệ nhất dược sư của triều huy đại thành An Bộ Hy phối trí. Vậy vòng người của sai cầu nhân cùng với bốn võ sĩ hắc y kiệt. Hơi nước màu xanh nhạt bốc lên, Hoa thị phấn có tác dụng vô cùng nhanh chóng. Thường phương bảo kiếm tiền triều không thể chém quan của bản triều. Nhưng hoa thị phấn của hạ giới lại thật sự có thể tiêu hủy thi thể của thần giới. Mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt bay lên. lâm bác thần cũng không thể không cảm khái. Nếu không làm sao đói thường nhân giá dựng ăn bộ hình này là một nửa thiên tai, một nửa điên cuồng trinh. Khi hoa thị phấn do hắn phối trí phát hủy tác dụng, đã có thể không bốc mùi Mà lại tản phát trong bụi thơm giống như hoa đang nở Đây là để nâng cao cảm giác hạnh phúc khi gây án An Bộ Hy đã từng giải thích qua như vậy Thế là trong thời gian ngắn ngủi không đến 20 hơi thở Trong ánh mắt hoảng hốt Muốn tuyệt đại của đại hán cơ bắp khổng lồ kia Năm thi thể hóa thành năm đám thành thủy nhàn nhạt, nhạt Biến mất trên thế giới một cách không thể nào tin nổi sau khi Lâm Bắc Thần xử lý xong y vật của bọn chúng, một tay nhấc đại hán cỡ bắp khổng lồ lên, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ này. Một lát sau, ở trong một con nhàm nhỏ vắng vẻ không người ngoài ngàn mét khác, Lâm Bắc Thần ném trăng hán cỡ bắp trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ ngón tay giữa ra, đâm trên vết thương của trăng hán cỡ bắp, dùng sức thọc thọc. Người sau bởi vì quá đau đớn kịch liệt mà khuôn mặt vặn vẹo biến dạng hắn nhìn lâm bắc thần bằng ánh mắt giống như nhìn sinh vật đáng sợ nhất khủng khiếp nhất trên thế giới này ngón dơ của lâm bắc thần dính máu tươi lấy máu làm mực từng nét một phía trên mặt đất rất chân thành nói xin chào ta là một thiếu niên nhỏ nhã hiền hòa còn vị công có thể làm phiền người tự giới thiệu trước hay là không đại hắn cờ bắp khổng thổ sớm đã đánh mất dũng khí đối kháng hắn đã bị dọa cho sợ triệt khiếp rồi dường như không còn chút do so dự nào, cũng đưa tay chấm trên máu tươi của mình, viết trên mặt đất. Ta tên là Vương Khải Sung, đến từ băng hội bụi gai hắc sắc ở khu vực Hạ Tam của đại khu Tây Bắc, là trịnh tam thông trịnh hương chủ phái chúng ta tới giết người. À ha, cái này càng kích thích hơn rồi đây. Thần giới lại có hắc ba ngả. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Sau cứ cảm thấy bố cục của thần giới này nhỏ hơn so với đông đảo chân châu nhỉ sư ngòi một của trắng hán cơ bắp khổng lồ đâm bắc thần tiến thêm một bước sâu hơn hiểu rõ về thần giới cương giao của thần giới tu luyện lực lượng khác biệt thần linh cùng bộ phận quyến tộc nắm giữ sức mạnh của thần các loại chiến kỹ mà thần lực thổi phát ra được gọi là thần thuật thần thuật uy lực mạnh mẽ lực phá hoại cực mạnh cuộc chiến giữa thần linh và bộ phận quyến tộc cuối cùng thường thông qua thần thuật để quyết định thắng bại. Thường dân cùng quyến tộc phổ thông bình thường tu luyện đều là thứ thần lực, là một loại lực lượng phẩm chất tương đối thấp hơn so với thần lực. Còn chiến kỹ lấy thứ thần lực thúc giục lại được gọi là thứ thần thuật. Thứ thần thuật đối đầu với thần thuật, bình thường đều có kết cục hoàn toàn thất bại. Đáng nhắc tới chính là, bất luận là thần thuật hay là thứ thần thuật đều không có sự phân chia phẩm cấp chi tiết uy lực lớn nhỏ, chủ yếu được quyết định bởi phẩm cấp và cường độ của người thi triển thần thuật. So với danh mục chiến kỹ huyền khí phong phú đa dạng của đồng đảo Trần Châu, các loại thần thuật của thần giới thực ra chủng loại có hạn, cũng chỉ khoảng mấy trăm loại mà thôi. Dùng như phòng bạo thứ mà trăng thán cơ bắp khổng lồ thi triển ra vừa rồi, chính là một loại thứ thần thuật, cũng là thứ thần thuật duy nhất mà hắn nắm giữ chẳng hắn cơ bắp khổng lồ, sở dĩ có thể trở thành một tiểu đội trưởng có địa vị củng cố trong bụi gai hắc sắc bạc. Nguyên nhân lớn nhất chính là trong cơ thể hắn đã tu luyện trong một luồng thứ thần lực, có thể thi triển ra loại thứ thần thuật phong bạo thứ trong mắt của rất nhiều người ở khu vực Hạ Tam đã đại biểu cho hai chữ cường đại này rồi. Mà ngoài trừ đại chiêu có thể được xưng là thần thuật, thứ thần thuật ra, cực giặt thần giới đối với nghiên cứu chiêu thức thể thuật bình thường hạng bình a cực kỳ lơ là. Đại đa số võ giả của thần giới cũng không phải là vừa lên đến đã ném ra đại triều thần thuật thứ thần thuật kiểu này, bởi vì thần lực quý giá, tịch sục tu luyện không dễ. Chỉ có dưới tình huống bình a thông thường, không cách nào giải quyết được đối thủ mới có thể cân nhắc đến việc phóng đại. Mà đại đa số trận chiến cận thân của võ giả thần giới thật sự chỉ là bình thường. Chiêu thức của bọn hắn không nói là tinh diệu, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có rất ít cởi tu luyện, loại chiêu thức chiến đấu biến hóa phức tạp mới nhất kiệt. Đều chỉ là dựa vào tốc độ, lực lượng cùng phản ứng nhanh chậm để phân ra phân phụ. Nên chi phèn phèn chỉ là tỉ thí kỹ xảo chiến đấu. Dưới lực lượng ngang nhau, các võ giả của đông đảo Trần Châu có thể vung các võ giả của thần giới quay tám bánh quay trèo đường phố. Phương thức chiến đấu của thần giới theo đuổi là đại đạo chí giản nhất lực phá vạn pháp ư. Là bởi vì thần linh của thế giới này trời sinh đã có được lực lượng cường đại. Còn quý tộc cùng các tín đồ của thần linh lại quen dở vào sự ban tặng và dẫn dắt của thần linh ý lại quá độ vào thần linh. Cho nên cũng sẽ không đi nghiên cứu sự biến hóa của chiều thức sao xem ra sự lý giải của thần giới đối với lực lượng và chiến lược khác biệt hoàn toàn so với hạ giới giống như đục đông đảo trần châu cho nên vừa rồi ta mới có thể vừa liếc qua đã nhìn ra tất cả sơ hở khi bốn phó giả hạng y kia tấn công thật sự không ngờ rằng ở đông đảo trần châu ta chỉ là một hacker dựa vào điện thoại tử thần bật hách dựa vào lực lượng và tu vi mạnh hơn để đánh giết đối thủ đi tới thần giới ngược lại trở thành cường giả nắm giữ chiêu thức thể thuật đỉnh phong. Nếu không có gì ngoại ý muốn, chỉ cần tất cả mọi người không thi triển thần thuật hay là thứ thần thuật, ta tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn hắn. Ồ oh hô! Oh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cảm thấy thiết lập khá phản nhân loại như vậy, dường như lại khiến cho bản thân khác biệt so với mọi người. Nhưng mà cái này lại có một điểm mới. Trên đại lục đông đảo Trần Châu, trong truyền thuyết những cường giả tu luyện đến cuối cùng phá vỡ hư không phi thăng kiệt sau khi đi đến thần giới chẳng phải là có thể dựa vào triều thức chiến kỹ tinh diệu quét ngang cường giả hạng bình thường đồng cấp ở thần giới nhanh chóng thẳng cấp trở thành rửa sang sơn của thần giới sao dựa theo logic này thần giới có lẽ cũng đã sớm đột phá các loại triều thức chiến kỹ của đại lục đồng đạo chân châu rồi không hợp lý không hợp lý Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lúc này mới tiếp tục viết chữ. Quay lại chuyện cụ thể, bắt đầu truy hỏi nguyên nhân tại sao băng hội bụi gai hắc sắc phải phái người giết mình. Ai mà biết đại hán cờ bắp khổng lồ lại không trả lời, mà lặng lặng nằm sập tại chỗ. Hả? Lại dám kháng cự? Con mẹ ngươi có phải là kiêu ngạo rồi không? Lâm Bắc Thần giận dữ, đang muốn cho hắn xem một chút nhan sắc. Ai mà biết đại hán cờ bắp khổng lồ ngã trên mặt đất hình như đã cứng lại rồi chết rồi à lâm bắc thần liền dưỡng sờ cẩn thận quan sát khi tức mạch đập hoàn toàn không có là thật sự chết rồi chết hẳn rồi mẹ nó chết như vậy hả lâm bắc thần theo bản năng liếc nhìn chung quanh mẹ nó hắn lúc này mới phát hiện thì ra vừa rồi mình ép đại hán cờ bắp khổng lồ này viết ra những chuyện liên quan tới cổng pháp tù luyện thượng thức của thần giới. Trong lúc bất tri bất giác, lại ở trên mặt đất của con đường vắng vẻ này, viết ra một diện tích dài trọn vẹn mười mấy mét, ít nhất cũng bốn năm ngàn chữ. Số lượng từ nhiều như vậy à? Nếu chuyển đổi thành chương mới thường ngày của loạn thế cuồng đao, tác giả văn học mạng à, bị vùi dập giữa chợ mà ta yêu thích nhất trên địa cầu kiếp trước. Nội dung khoảng chừng hai chương hơn nữa còn đều là thiết lập có trình độ. Cho nên tên này, vậy mà lại mất máu mà chết. Là bác Thần một trận cạn nơi. Võ giả của thần giới cũng có thể mất máu mà chết sao? Thủy Văn chấm máu tươi của mình, có thể đem bản thân đang sống sợ sợ, Thủy Văn đến chết. Đoán chừng tên này là người đầu tiên. Đáng tiếc. Người nhân thực sự về việc băng hội bụi gai hắc sắc truy sát ta vẫn còn chưa kịp hỏi ra cái tiền khốn này đã bác thần có chút tức giận Uồng cho một cái đầu Một thần cửa bắp lớn như vậy Nhưng huyết dịch trong cơ thể Tại sao lại ít như vậy chứ Tại sao lại không thể có khả năng tái sinh Còn nữa Hắn cũng sắp chết rồi Vừa rồi tại sao không nhắc nhở ta chứ À đúng rồi Hàm răng của hắn và xương hàm Đều bị tạt đánh vỡ rồi Căn bản nói không nên lời Cho nên vừa rồi khi ta rơi vào trầm tư đột nhiên mất máu hồn mê, không kịp cầu cứu, cuối cùng triệt để chết đi sao? Lâm Bắc Thần nói lời xin lỗi với thi thể cơ bắp khổng lồ rằng Mặc dù lúc đầu cũng là dự định sau khi hỏi xong thì xử lý ngươi, nhưng lại không phải là loại phương thức này. Nhưng mà tốt xấu gì cũng giữ cho người toàn thây, hy vọng người chết vui vẻ nhé. Sau đó, hắn cầm ra một màu hoa thị phấn vị ô mai của An Bộ Hy, xử lý thi thể của đại hán cơ bắp này. Lại tiêu trừ dấu vết khác của hắn, so đi huyết thư bốn năm ngàn chữ trên mặt đất, lúc này mới quay người rời đi. Dù sao thì cũng mới tới thần giới, Lâm Bắc Thần vẫn rất cẩn thận cảnh giác. Hắn vừa trở về, vừa suy nghĩ chuyện ngày hôm nay ở trong lòng. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái, chính là sai cậu nhân kia cố ý dụ hắn tới đây. Hình như vẫn lo lắng bị người hàn ra đuổi theo. Cho nên mục tiêu của bọn hắn từ lúc mới bắt đầu chính là mình. Cái này không khoa học. Một mỹ thiếu niên yếu đuối ngầy thờ vô hại, phẩm tính thuần lương, thấy máu liền choáng giống như tiểu bạch hoa ta. Vừa hay mới lần đến thế giới này mấy ngày mà thôi. Bọn hắn tại sao lại muốn giết ta chứ? Không có lý do gì chính đáng cả. Xem ra, phải tìm cơ hội đi tổng bộ của bang hội vui gài hắc sắc để hỏi cho rõ ràng. Chủ ý đã định Lâm bắc thận đưa tay cho mình Hai cái bàn tay Một gương mặt có chút sừng phủ lên Một lát sau Lâm bắc thận về tới đường phố ban đầu À là cầm ca ca Trong được quan triệu Hàn Đạc Tuyết đang lo lắng tìm kiếm Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm bắc thận Con người tròn trịa sáng lên Phong ra ánh sáng kinh người Bật chập tất cả sống tới nói Người thế nào rồi Người đã đi đâu vậy người không sao chứ a ba a ba lâm bắc thần mỉm cười chất phát lường thiện hoa tay múa chân cái gì đó đem túi tiền đưa cho hàn lão cha Người đuổi theo tên trộm kia hả hàn lạc tuyết vô cùng kinh ngạc giành lại được túi tiền về người người bị người ta đánh sao nàng cuối cùng đã nhìn thấy vết bẩm tím trên gương mặt của lâm bắc thần lâm bắc thần khẽ lắc đầu a ba a ba biểu thị bản thân mặc dù phải trả giá nặng nề nhưng chỉ cần có thể cướp túi tiền về lại tất cả cái khác đều không quan trọng hàn lạc tuyết đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong nháy mắt nước mắt từ trong đôi mắt to tròn rơi xuống nhẹ giọng nói đau không lâm bắc thần chỉ cười chất phác cái đồ ngốc nhà ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không Thiều được quan triệu vừa cảm động vừa tức giận lại vừa đau lòng trên đường trở lại quán rượu thính tuyết Phục vụ hàn lập khen ngợi Lâm Bắc Thần không ngớt Hai lão nhân già cũng không ngờ rằng Tiểu cấp này lại có thể dũng cảm như vậy Đơn thần một mình đuổi theo kẻ trộm Chịu một trận đánh đập tàn nhẫn Đã thực sự đuổi theo đem túi tiền trở về Mặc dù không có thực lực gì Nhưng tuyệt đối là có dũng khí Ngay cả hàn lão ba Cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Có phải thật sự thay đổi chủ ý đem ở gì cả cho Lâm Bắc Thần hay không. Dù sao thì giữa nhiễm trì xuân và Lâm Bắc Thần, đương nhi Hàn Lạc Tuyết có khuynh hướng rõ ràng, chỉ có ở bên người mình thích mới có thể có được hạnh phúc thực sự. Trật nhanh quan triệu thính tuyết đã ở ngay trước mắt. Xa xa liền nhìn thấy nhiễm trì xuân, thân thể cường tráng đang đứng ở cổng chính của quan rượu. Thần thái mong chờ, đang chờ đợi cái gì đó. Đứa trẻ đại xuân này cũng là có lòng. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lại cảm thấy kỳ thật nhiệm tri xuân hiểu tận gốc rễ. Ở quán triệu nhiều năm như vậy, chịu đủ mệt nhọc cũng là sự lựa chọn không tồi. Dù sao chỉ là lâm vào xoắn suýt thôi. Cha, nương, tiểu tuyết, các người cuối cùng cũng đã về rồi. Chuyện có thuận lợi không? Xin được thần dược rồi chứ. Nhiệm Tri xuân bước nhanh tới chào đón, giúp đỡ sách đổ nhìn cũng không thèm liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Xin được rồi, yên tâm đi, chả con rất nhanh, liền có thể khỏi bệnh rồi. Ngô Vi với vẻ mặt vui mừng, cười nói. Nhậm Trị Xuân vô cùng vui mừng nói. Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Một nụ cười thành thật chất phác. Hàn lạc tuyết không nói gì. Hàn lập đã tràn đầy phấn khởi, cây đại chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhất là Lâm Bắc Thần dũng cảm đuổi theo kẻ trộm, cuối cùng bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng lại đoạt được túi tiền về. Càng kể lại càng nhiều lần sinh động như thật. Nhưng Nhiệm Trì Xuân căn bản không hề tiếp nhận câu chuyện này. Lâm Bắc Thần cũng lờ đánh. Anh chàng đáng thương này bị ghen tị làm cho choáng váng đầu óc. Trước đó mấy lần đều ở trong bóng tối quấy phá, nhưng cân nhắc đến việc anh chàng này cũng là một thành viên của gia đình, đồng thời cũng đến quán rượu sớm hơn mình công hiến cực lớn đối với Hàn gia, Lâm Bắc Thần cũng lười do đo. Sau khi trở lại hậu viện, Hàn Lạc Tuyết giúp đỡ sắc thuốc, Lâm Bắc Thần ở một bên trợ thủ. Sau khi sắc xong nước thuốc, Hàn Lạc Tuyết tận mắt giám sát Hàn Đập uống thuốc. Hiệu quả của thuốc quả nhiên rất thần kỳ. Sau khi Hàn Lập uống thuốc, trang bộ hôi cả người. Sau đó cả người thần thanh khí sảng, họ khàn biến mất sắc mặt cũng hồng nhuận hơn rất nhiều. Hành động cũng có sức lực. Mọi người đều vui mừng khổn giết. Lập Bắc Thần cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ là hắn cũng dự định, nếu bệnh của Hàn Lập tiếp tục chuyển biến xấu, thì sẽ tự trả tiền, xuất máu, mua một số sự vật trên áp tào bảo. Không ngờ rằng các thế tư của phần điện đại hoàng thần điện này thật sự đã có một chút bản lĩnh. Ít nhất thì sự vật xin được có hiệu quả nhanh chóng nếu như có thể làm ra một số phương thuốc cầm xuống hạ giới đồng đạo trần châu có lẽ có thể phát tài một phen lợi bắc thần có chút động lòng thực ra mấy ngày nay hắn vẫn luôn tự hỏi làm thế nào mới có thể đem giá trị của chuyên đi thần giới này tối đa hóa đây bây giờ nghĩ lại buôn đậu dường như là một con đường có thể làm được bù trừ cho nhau thảo ta tốt có thể bột vốn nhiều lời tính toán thời gian một chút, còn là hai ngày nữa để đến ngày ước hẹn với kiếm tuyết vô danh. Phải đi trư phần hẻm tụ tập với nàng rồi. Lâm Bắc Thần lặng lặng lên kế hoạch trong lòng. Đêm đó, việc kinh doanh của quán rượu thính tuyết lại một lần nữa tràn ngập khách khứa. Sự tồn tại của Lâm Bắc Thần khiến cho nữ mạo hiểm giả của mấy con phố này điên cuồng tụ tập. Mà sự tụ tập của nữ giới lại dẫn đến càng nhiều nam giới nghe tiếng mà đến tạo thành một hiệu ứng tập hợp tốt, hoàn hảo. Lão trà không thể bày bàn tạm thời ở cổng của tử quán, nhưng vẫn không đủ dùng. Nên điều việc làm ăn luôn tốt như vậy, vậy thì không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể tích lũy đủ tiền đi đến khu trùng dị định cư. Ánh mắt của Hàn Lạc Tuyết liền sáng lên. Chị ăn và môi trường của khu trùng dị đều tốt hơn so với khu hạ tăng. Hơn nữa, không nói đến việc thế lực hắc bang vẫn luôn có trị tận gốc hơn nửa năm gần đây khu hạ thàm không biết tại sao lại bắt đầu có ôn dịch lan tràn nghe nói ngay cả thần quyến giả cảm nhiễm loại dịch bệnh tên là hoa ngấn này đều sẽ chết đi điều này đã khiến lòng người bàng hoàng nếu như đến khu trung nhị có môi trường tốt hơn thì cuộc sống sẽ có thể đạt được sự bảo vệ càng lớn hơn người cũng không tìm được là có ý gì? Ở phủ đệ của bang hội bụi gai hắc sắc, Trịnh Hương Phủ đang vuốt ve con mèo ba đuôi. Nghe xong báo cáo của thủ hạ, những mày lại nói, Vương Khải Sùng mặc dù là võ sĩ phổ thông, nhưng đã tu luyện trong một luồng thứ thần lực, nắm giữ thứ thần thuật phong bảo thứ. Hắn cũng đã biến mất rồi à? Vương chủ, chúng ta đã tìm khắp khu quản hạt, cũng không có vương đội trưởng và bốn bằng chúng khác. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Con tiểu cầu của An Bì nạp từ sai cậu, tộc, phối hợp với đám người vườn đội trưởng, cũng không thấy đâu nữa. Thuộc hạ suy đoán là nữ khúc tùng lâm hoặc là u ảnh bọn hắn ra tay. Tên thuộc hạ kia nói. Nữ khúc tùng lâm và u ảnh là hai thế lực bằng phái khác ở trong khu vực hạ tam của đại khu Tây Bắc, sánh ngang với bụi gai hắc sắc bạc. Giữa tam đại băng hội, vì tranh đoạt địa bàn và tài nguyên, đấu tranh ngoại sáng trong tối sớm đã là tử thù của nhau. Lý do là gì? Ngón tay trắng kiện của Trịnh Tam Thông nhanh nhàng lượn quanh vuốt ve trong cổ của con mèo ba đuôi. Ở khu vực hạ tam này của chúng ta, thế lực có thể lặng yên không một tiếng động, khiến cho vương đội trưởng bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Tổng cộng có sáu cái, trong đó thần điện số chín tám không có lý do xuất thủ, hắc diệu ma đăng và thủ hộ chỉ thuẫn bát đoàn mạo hiểm càng thích đi mà uyên kiếm tiền hơn xưa này nước sông không phạm nước giếng không có xung đột với chúng ta con này cũng chỉ có hai đối thủ cũ là đậu khúc tùng lâm và u ảnh thuộc hạ thậm chí hoài nghi thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở quan triều thính tuyết kia chính là gián điệp của một trong hai đối thủ cũ này có lý thuộc hạ hồi đáp một cách thật rõ ràng bằng không chín năm hai làm sao có thể không phải là đối thủ? Khó nói có thể bọn hắn đã phát giác ra kế hoạch của chúng ta. Trịnh Tam Thông nghe vậy, ôm con mèo ba đuôi trong tay vòng ngực, chậm rãi đứng dậy nói. Phải người đi nói cho chính năm 27, bảo hắn giả tăng tốc độ. Trong vòng ba ngày, đem khế đất tài sản của quan triệu thính tuyết lấy được về tay cho ta. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm đã là ngày thứ 9 khi đến thành giới. Trong trừ phần hẻm, không gặp được kiếm tuyết vô danh. Ta đi dạo trong chợ chung quanh, phát hiện một số thứ thú vị. Ngày thứ 9, vẫn đã không có gặp được, nhưng mà hôm nay ta nghe được một danh từ mới, Mà Uyên. Nghe nói là ở vực sâu vụ tận dưới mặt đất của Đại Hoàng Thành, có chủng loại mà thú phòng phú ẩn hiện ở trong đó. Chỉ cần đánh giết mà thú, liền có thể thu hoạch được lực lượng và tài phú cái này không phải chính đã thiết lập thành dưới đất sao? Thú vị! Nếu như thật sự không tìm thấy kiếm tuyết vô danh, có lẽ ta cũng nên đi mạ uyển thử vận may. Ngày thứ 10, vẫn không có, mẹ nó chứ. Câu nữ thân này không phải là đã hoàn toàn quên mất chuyện này rồi đây chứ. Quá khinh người rồi, không nhịn được. Đợi gặp được nàng, ta nhận định phải giết chết nàng ngay giữa ban ngày, ở trên giường. Một buổi sáng của ngày thứ 10, vẫn là không có Ta đang suy nghĩ Có cần phải nghĩ biện pháp khác hay là không Chủ động đi tìm nàng Nàng không phải là xảy ra chuyện rồi đấy chứ Buổi chiều ngày thứ 11 Không có Ta có chút lo lắng cho nàng Ngày thứ 12 Ta cuối cùng đã gặp được kiếm tuyết vô danh Lâm Bắc Thần Trên nhật ký trong bản ghi nhớ của điện thoại Viết đến nơi đây liền im bặt Bởi vì lúc này Ở trư phần hẻm Lâm Bắc Thần cuối cùng đã chờ được mục tiêu. Nhìn thiếu nữ với hai trùng tóc đuôi ngựa xuất hiện trước mắt, hắn cố gắng đem nàng liên hệ với thiếu nữ Trần Trụi đã nói chuyện phiếm với mình trên quy chat video. Không sai, không sai, thật sự là nàng. Kiếm Tuyết vô danh đứa thần thực tập từ trước đến nay vẫn luôn dày dừa không rõ với mình. Chỉ là câu nữ thần lúc này ăn mặc mát mẻ, ra người bốc lửa như vậy, tại sao bây giờ đột nhiên lại trở thành lưu ly với hai chùm tóc đuôi ngựa, vừa thân vừa dục, vừa trắng lại vừa nhỏ như vậy. Khuôn mặt thành thuần, dáng người ma quỷ. Người muốn túm lấy đuôi lông ngựa, điên cuồng xuất cảng không? Trong đầu của Lâm Bắc Thần không giải thích được hiện ra câu nói này. Chết tiệt! Cảm xúc oán trách vẫn nổ trước đó, trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn biến mất. Lại có thể là ngươi, một vị ngữ tỷ xinh đẹp, mặc chiếc váy màu xanh thẳm bó sát người, nhìn thấy khuôn mặt của lâm bắc thần không khỏi há to miệng canh môi hồng nhuận đầy đặn trực tiếp trở thành hình chữ o khoa trương có thể nhét vào một cái đạp xưởng khùn khói cỡ lớn lâm bắc thần nhìn ngự tỷ tóc lam mặc váy bó sát màu lam trước mắt này cảm giác cũng có chút kỳ quái ban đầu hắn ở trên mạng lưới chân ái nhìn thấy đều là các bức ảnh chụp bóng lưng không lộ mặt của ngũ hải chỉ chủ cho nên chẳng qua chỉ đã cảm thấy cái ngực cái mông cái cánh tay này có chút quen mắt lại không nhận ra được người này ngay từ đầu có lẽ nữ nhân đều đặn như vậy nhưng vị trước mắt này lại mỹ mạo xinh đặc hiếm thấy khí chất cực kỳ cao quý vương nhìn đã biết là xuất thân từ gia đình giàu có giả thế không hề tầm thường hắn nhìn về phía kiếm tuyết vô danh nói vị này là à vị này chính là nữ thần thần giới trác tuyệt có giá trị nhàn sắc gần với ta mà ta nói ngân hoàng hải vũ miền hạ. Trước cái đó ra, đang còn là một vị thường nhân hải sản giàu có. Săn kiếp hải sản cung cấp làm lũng đoạn toàn bộ thần giới. Cũng là một trong những nhà đầu tư cho hành động lần này của chúng ta. Kiếm tiết vô danh lập tức giới thiệu. Lâm Bắc Thần nghe vậy đột nhiên trở nên tôn kính. Thì ra là ngân hoàng hải vũ miện hạ. Tài hạ Lâm Bắc Thần, người xưng là đệ nhất mỹ nam tử của thần giới, lần đầu gặp mặt rất hân hạnh, rất hân hạnh. Hắn ngay lập tức rất nhiệt tình giơ tay ra bắt tay. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của Ngân Hoàng Hải Vũ lại có chút kiêu căng, phình cái cằm mượt mà trắng như tuyết lịch lườm Lâm Bắc Thần một cái, nói chậm rãi, đưa bàn tay ngọc ngà giống như hành đá mới lột ra, dùng một loại giọng điệu lãnh cảm nói, quả thật là có mấy phần tự sắc, ấn tượng sơ bộ không tệ, đáng để đầu tư. Mẹ nó, giọng điệu này từ thái này, tác phong này. Đúng là một phú hào của thần giới mà. Nhật định là người thần thông quảng đại, giao dụ rộng lớn. Nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều so với kiếm tuyết vô danh. Là một cái đùi lớn, phải nắm bắt cơ hội ôm cho chặt. Lâm Bắc Thần bắt tay với Ngân Hoàng Hải Vũ, nhẹ nhàng bóp một cái, hồn liền vụ bàn tay nói. Phong thái của biển hạ khiến cho người ta mềm bội. Không hồ là nữ thần có giá trị nhàn sắc mạnh nhất thần giới này trong đôi mắt của ngân hoàng hải tộc lẽ ra một chút vẻ buồn cười suy chút nữa phá công may mà vào thời khắc thèn chốt nàng đã nhịn được lúc này không thể để cho hình tượng nhân vật nhà giàu danh viện mà bản thân và kiếm tuyết vô danh cực khổ suy nghĩ tạo ra bị sụp đổ ngay tại chỗ một cái sụp đổ thì không có cách nào lừa gạt tiền từ chỗ của lâm bắc thần này 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 đội tay của ngươi làm sao vậy rõ ràng là giá trị nhàn sắc ở thần giới gần với nữ thần kiếm tuyết vô danh ta cách gì mà mạnh nhất thần giới người có phải là điếc hay không kiếm tuyết vô danh ở bên cạnh lập tức bất mãn phàn nàn ngay tại chỗ lâm bác thần liếc nhìn nữ thần thực tập đôi tóc buộc đuôi ngựa này rồi nói ừ được là kiếm tuyết vô danh thật sự được hạnh phúc y hệt như bình thường lúc giao lưu trên quỷ chat không sai được trong mắt của ta, Ngân Hoàng Miện Hạ hoàn toàn xứng đáng là nhan sắc mạnh nhất đây. Trang Nam bật hách khẩu chốt khách khí phản bác ngay tại chỗ. Người dám. Nữ thần Đô Ly hài đùi ngựa, tức giận đến mức lỗ tai đều sắp bốc khó lên rồi. Tàn nhịn, ta tà ghim. Vừa nghĩ tới việc nhất định phải nhanh chóng lừa gạt tiền trong tay của Lâm Bắc Thần để trả vay nặng lãi. Kiểm tiệt vô danh thanh phải nén giận. Trước tiên rời khỏi chỗ này đi, Ngân Hoàng Hải Vũ lông mạnh hơi nhíu lại. Bàn tay trắng thuần trang bối ngọc tình xảo lại nói. Hoàn cảnh nơi này quá kém. Tiểu tuyết à, ngươi làm việc thế nào vậy? Tại sao phải chọn hoàn cảnh hồi thối như vậy? Sau này chú ý một chút. Kiểm tuyệt vô danh cảm thấy mình hình như là thất sách rồi. Hai người này, một trang nam không cần mặt, một nhân vật nhập vai quá sâu. Đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân biến thành công cụ người lâm vào cảnh khốn cùng sao? thật sự là một đội cậu nam nữ. Một nén nhang sau đó, ba người đi tới trong phòng riêng của một quán trà trên đường Tật Phong. Kế hoạch là như vậy. Chín ngày sau, chính là giải đấu thần tuyển thần giới trăm năm tổ chức một lần của đại hoàng thần tộc. Tất cả các tín đồ có điều kiện phù hợp đều có thể tham gia. Tiến vào top 1.000 người của giải đấu thần tuyển thì có thể được lựa chọn trở thành quyến tộc của các thần linh khác nhau lên được thần lực, thần thuật, thần thạch ban thượng, trở thành dân thượng đẳng của thần giới. Tiến vào top 100 của giải đấu thần tuyển, trải qua xét duyệt, có thể trở thành quyến tộc thân truyền của đại hoàng thần, được ban cho thần lực cao cấp, thần thuật cao cấp cùng số lượng lớn thần thạch, địa vị ở thần giới một bước lên bay. Tiến vào top 10 của giải đấu thần tuyển, trải qua khảo nghiệm, có thể có được thần vị, trở thành thứ thần, có được thuật tu luyện của thần linh tiến vào top 3 của giải đấu thần tuyển, có thể trở thành thành viên của đại hoàng thần tộc. Hạng nhất của giải đấu thần tuyển có thể trở thành thành viên cao cấp của đại hoàng thần tộc, địa vị cao hơn nhiều so với thần linh bình thường. Ta và cân hoàng hải vũ miền hạ đã phải trả kế hoạch kỹ càng mà lại kín đáo, chuẩn bị đưa ngươi đi tham gia giải đấu thần tuyển lần này. Ngươi phải tranh thủ tiến vào top 3, đánh vào nội bộ của đại hoàng thần tộc. Đến lúc đó, không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Kiếm tuyết vô danh vẻ mặt lại hưng phấn giới thiệu. Giải đấu thần tuyển ư? Nghe có vẻ không khác biệt lắm với thiên kiều tranh bá chiến nhỉ? Hơn được bao quát toàn bộ chuyện thi đấu của thần giới, để lục đoạt bàn thưởng nhất định là không thấp. Về vấn đề chỗ ở, ai cho người tự tin, cảm thấy ta có thể ở trong trận đại chiến của thần giới, trực tiếp xếp vào top 3 của giải đấu thần tuyển chứ? Lâm Bắc Thần nhìn kiếm tuyết vô danh trước khi hắn đã cảm thấy tên này đầu óc không bình thường. Hiện tại cuối cùng đã được kiểm chứng. Ta tin tưởng ngươi. Kiếm tuyết vô danh chớp chớp mắt. Ta cảm ơn con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Ngân Hoàng Hải Vũ khẽ gật đầu nói. Ta cũng có trò tin với ngươi rất nhiều đấy. Lâm Bắc Thần lập tức liền với vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Quả nhiên là dưỡng nam nữ có giá trị nhàn sắc mạnh nhất đều có sự cộng hưởng tự tin to lớn. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy ta sẽ thử một lần xem. Dù sao thử một lần cũng không phạm pháp. Lần như thật sự giết vào tóc một ngàn, lăn đồn kiếm một chút ban thưởng cũng không tệ. Kiếm tuyệt vô sảnh thế thế, ngay lập tức lại phát điền lần nữa.